Nguyên nhân đầu tiên là do tôi chưa làm được tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ, để họ bảo họ phải giữ những cái đầu lạnh ở những trận căng thẳng như thế này. Tôi khi liệu pháp tâm lý của tôi cùng ban huấn luyện chưa đủ để cho cầu thủ thoải mái sau những cái căng thẳng của trận Indo. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả những người hâm mộ Việt Nam, và ngay lập tức sau đây tôi sẽ xin từ chức huấn luyện viên trưởng cũng như huấn luyện viên đội U22 Việt Nam cũng như toàn đội sẽ xin lỗi người hâm mộ đã kỳ vọng vào bọn em mà bọn em không thể làm được. Chú cũng có dặn bọn em là phải cố gắng không để vì một thất bại này mà gục ngã được, nên bọn em sẽ chắc chắn bọn em sẽ thành công trong tương lai. Xin người hâm mộ hãy luôn luôn đặt niềm tin vào những người được chọn như chúng em. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển Olympic quốc gia Việt Nam. Tại buổi lễ ra mắt, ông Park tự tin mình sẽ đạt được mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.